Dylan White hạ sư tử nước Nga Alexander Povetkin ở hiệp đấu thứ 4. Trận đánh báo thù của quái hiệp Dylan White đã kết thúc chóng vánh hơn tất cả mọi dự đoán của giới mộ điệu. Ngay ở hiệp đấu thứ 4, sớm hơn một hiệp so với trận thua knockout trước chính đối thủ Povetkin hồi tháng 8 năm ngoái, White đã quăng vào mặt đối thủ 4 cú đấm quyền cực nặng, khiến cho Povetkin lảo đảo và ngã xuống sàn. Dù vậy, sau đó tay đấm 41 tuổi quê ở Quartz đã cố gắng gượng dậy, nhưng anh không thể nào trụ vững khi trọng tài bắt đầu đếm để tính knockout, cơ thể anh lảo đảo như một người say rượu. Nhận thấy tình thế của Povetkin không ổn, trọng tài điều hành trận đấu đã ra hiệu dừng thi đấu, trao chiến thắng knockout kỹ thuật vào tay White. Cuộc báo thù đã hoàn toàn thành công. Trong trận tái chiến, trong khi Povetkin vẫn sử dụng chiến thuật và cách đánh xưa cũ, quái hiệp là không thể nhận ra, anh ta nhanh nhẹn, hung hãn và có bản năng sát thủ thực sự. Tuy vậy, chính bản thân White cũng không thể tin rằng anh có thể giành được chiến thắng báo thù nhanh, gọn, nhẹ như vậy. Trong trận giao chiến lần thứ hai này, White đã nhập cuộc cực kỳ hợp lý, nhưng cũng không hề đánh giá thấp đối thủ, hoàn toàn khác hẳn phong cách và điệu bộ so với trận giao chiến đầu tiên. Điều đó cộng với việc võ sĩ người Nga không đưa ra năng lực hợp lý để phòng thủ, khiến kết quả sớm được định đoạt. Sở dĩ người ta đặt biệt danh cho White là quái hiệp vì anh là võ sĩ độc nhất vô nhị có phong cách thi đấu rất quái chiêu. Trong cả sự nghiệp của mình, cứ mỗi khi bị đẩy lên bờ vực của việc kết thúc sự nghiệp, anh mới có những phản ứng cực kỳ mạnh mẽ. Lần này cũng vậy, đứng trước nguy cơ sẽ để thua trong trận tái chiến và từ giã giấc mơ tranh đai vô địch hạng nặng thế giới thêm một lần nữa. White đã chuẩn bị cho trận đấu thật kỹ càng, chính anh cũng nói rằng đây chính là trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình. Từ trước cho đến nay, quan trọng hơn cả trận tranh cát đai vô địch khu vực với Aji hồi năm 2015, nơi anh đã thua knockout. Với tâm lý sẵn sàng, White đã chơi năng động khác biệt so với một võ sĩ lười biếng, ỉ mình cửa trên và chỉ mong được thượng đài với Tyson Fury giận dữ hoặc Anthony Joshua cơ bắp, thay vì tập trung vào Povetkin và phải trả giá bằng kết quả thua knockout đau đớn ở hiệp 5 hồi năm ngoái. Bài học đau đớn đó White đã được học kỹ càng, nhưng liệu nó có làm muộn vào lúc này? Vấn đề của Povetkin và cũng chính là lợi thế của White đã hiển hiện rõ ngay từ hiệp đấu đầu tiên. Khi quái hiệp đánh cấp tập, còn các cú ra đòn của Povetkin đa phần đã hụt mục tiêu. Hiệp 2, Povetkin chơi tương đối thành công, nhưng đến hiệp 3, anh dính phần lớn các pha ra đòn của đối thủ. Nhiều người ngạc nhiên vì anh vẫn đứng vững khi hiệp 3 kết thúc. Nhưng mọi thứ đã khép lại ở hiệp đấu thứ 4, một cú ra quyền tay phải của White khiến Povetkin văng vào sàn đài. Võ sĩ người Nga cố tình di chuyển vòng sang bên trái. Tuy vậy, anh lại dính thêm series 1-2 và lạng người sang phía dây đài đối diện. Nhân cơ hội, White tiến sát lại và tung thêm một cú đòn trái khiến Povetkin ngã xuống sàn đài, đầu dựa trên dây đài. Trong khi trọng tài đếm và quyết định Povetkin đã thua knockout kỹ thuật, thì ở góc đài của Povetkin, chiếc khăn trắng đầu hàng cũng đã được quăng lên. Nghĩa là mọi phía đều đồng thuận với kết quả này. Với quái hiệp, đây là trận thắng lớn nhất và oanh liệt nhất trong sự nghiệp. Nhưng không vì vậy mà White cảm thấy kiêu ngạo. Bài học kiêu ngạo anh đã dò bài quá đủ rồi. Vậy nên tay đấm 32 tuổi quê ở Portland, Jamaica đã mở rộng đường để Povetkin có trận đấu thứ 3, trận tái chiến của tái chiến. White nói, Povetkin là một gã trai dai nhách. Vì thế tôi tận dụng thời điểm của mình và cố gắng chơi thật cẩn trọng. Nhưng tôi sẵn sàng đấu lại thêm một lần nữa. Nếu anh ấy muốn báo thù, tôi sẵn sàng tiếp tục tái chiến. Trong suốt sự nghiệp của mình, Alexander Povetkin chỉ để thua mỗi Vladimir Klitschko và Anthony Joshua. Anh ấy vẫn còn rất mạnh mẽ. Tuy vậy, với Povetkin, có thể đoạn kết đã ở đây. Đến lúc võ sĩ người Nga nên gác lại găng tay và giã từ sự nghiệp. Sự nghiệp của anh vốn cũng rất đẹp đẽ, không cần hào nhoáng thêm bằng chiếc đai vô địch thế giới, thứ mà Povetkin rất khó lấy được ở độ tuổi tứ tuần như thế này. Giả sử Povetkin có đánh bại được White trong trận tái chiến của tái chiến, sau đó thì với thể trạng như vậy, anh làm sao có đủ năng lực để chống lại hai gã khổng lồ khủng bố của làng quyền Anh hạng nặng chuyên nghiệp thế giới như là Fury giận dữ, như Aji Kerbap. Không phải tự nhiên mà ông bầu Andrei Ryabinsky đã nói thẳng thừng, tôi nghĩ đây là trận đấu cuối cùng của cậu ấy. Đã đến lúc dũng cảm và đưa ra quyết định thôi, Povetkin. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.
Wilder tái xuất khi nào, đấu Fury hay đại chiến Andy Ruiz, Dillian White? Deontay Wilder rất háo hức trở lại sàn đấu sớm bởi vì anh ấy muốn bỏ lại một năm 2020 khó khăn ở phía sau. Quả bom đồng đã đánh mất danh hiệu WBC vào tay đối thủ cực khó chịu là Tyson Fury vào tháng 2 năm ngoái, trong một trận tái đấu gay cấn ở Las Vegas. Fury đã có một màn trình diễn tốt nhất trong sự nghiệp, để hạ knockout Wilder và giành lấy chiếc đai WBC. Ngay lập tức Wilder muốn có cuộc đụng độ thứ 3 với Tyson Fury để báo thù cho thất bại kinh hoàng đó. Nhưng những khó khăn xung quanh dịch Covid-19 đã khiến quyền anh phải tạm hoãn, đồng nghĩa với việc không có trận đấu lần 3 với Fury trong thời gian hợp đồng diễn ra. Vì vậy hiện tại Fury đang tìm kiếm đối thủ khác. Tuy nhiên Wilder lại tuyên bố đội của anh sẽ thực hiện hành động pháp lý để đảm bảo cho cuộc chiến lần 3. Nhưng điều đó đang bắt đầu khó xảy ra và võ sĩ người Mỹ 35 tuổi có thể phải lên kế hoạch khác. Deontay Wilder sẽ tái đấu với Tyson Fury. Wilder đã nói rằng anh ấy sẵn sàng chiến đấu kể từ tháng 9 khi anh ấy cố gắng tái đấu với Fury một lần nữa. Nhưng tay đấm người Mỹ cho rằng Fury và đội của anh này đã không biết giữ lời hứa. Wilder từng phát biểu, "Bạn có thể thấy tôi trở lại võ đài vào tuần đầu tiên của tháng riêng, muộn nhất là đầu tháng 2, và chúng tôi đang xem xét các đối thủ ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ không ngồi một chỗ và chờ đợi một kẻ hèn nhát có nghĩa vụ đấu trận thứ 3 mà bỏ chạy. Chúng tôi sẽ không ngồi một chỗ, chúng tôi phải trở lại võ đài. Tôi có rất nhiều người mộ mong chờ tôi trở lại sàn đấu và làm những gì tôi giỏi nhất. Tôi đã sẵn sàng từ tháng 9, tôi đã giúp Tyson Fury, tôi đã bỏ hàng triệu đô la vào túi anh ta. Tôi cho anh ta cơ hội, giờ là lúc anh ta làm điều tương tự. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Họ luôn khéo léo né tránh nghĩa vụ tiếp tục cuộc chiến lần 3 với tôi. Họ chờ đợi cho đến khi tháng 10 đến, sau đó nói về việc chúng tôi đã từ bỏ hợp đồng. Đó là một lời nói dối từ phía của Tyson Fury. Vậy Deontay Wilder có thể đối mặt với ai tiếp theo? Với việc Fury dường như sắp so tài với đối thủ người Anh Anthony Joshua trong trận thống nhất các danh hiệu hạng nặng, Wilder có thể phải quên cuộc so tài lần 3 với Fury và đối đầu với một tay đấm khác. Mặc dù đó là điều Wilder không muốn, nhưng anh vẫn có thể so tài với những cái tên hàng đầu trước khi thách thức Fury một lần nữa. Wilder nói, "Thực tế Dillian White vẫn là mục tiêu của tôi, Andy Ruiz cũng vậy, Robert Hellenius, Joseph Parker. Ồ, và còn Oleksandr Usyk nữa, tôi rất muốn đấu với anh ấy vì anh ấy đã gọi tên tôi. Có rất nhiều chàng trai trong danh sách, khi điện thoại đổ chuông, các bạn chỉ cần chấp nhận cơ hội thôi." Trên thực tế, Dillian White đã thua Alexander Povetkin vào mùa hè và lên kế hoạch để so tài võ sĩ người Nga một lần nữa vào trước Giáng sinh, nhưng Povetkin đã không may bị mắc Covid-19. White vẫn đang chờ cơ hội để so tài Povetkin lần 2, nhưng rất có thể anh này sẽ bị cám dỗ để bước vào một cuộc đọ sức kiếm nhiều tiền hơn với Wilder. Andy Ruiz cũng là một lựa chọn khả thi. Tay đấm người Mexico đã không chiến đấu kể từ khi thua Anthony Joshua trong trận tái đấu vào tháng 12 năm 2019 và đang tìm kiếm một đối thủ mới. Tương tự như vậy, Oleksandr Usyk có thể so tài với cựu vương WBC, nhưng cựu vô địch hạng bán nặng vẫn nuôi hy vọng đối đầu với Joshua để giành chiếc đai WBO. Aziz có thể bỏ qua đai WBO để đấu Fury. Nếu vậy, cuộc so tài giữa Usyk và Wilder để giành đai WBO cũng thực sự là một trận đấu đáng chờ đợi. Liệu Wilder sẽ đối đầu tay đấm nào trong tháng 2 tới? Các bạn hãy theo dõi kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin nhé! Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.